Xin kính chào quý khách hàng. Công ty VHS Eco xin gửi tới quý khách hàng một sản phẩm bình hoa sen chất liệu gỗ mít. Tại sao nên đặt bình hoa sen gỗ mít trang trí phòng khách, phòng thờ? Trong phong thủy, sen tượng trưng cho sự thanh cao, thoát tục và hoàn mỹ, vì sống trong bùn nhưng không hề bị ảnh hưởng. Hoa sen giúp con người có thể tĩnh tâm, làm cho không gian trong căn phòng trở nên ấm áp, yên bình hơn, giúp điều hòa khí vượng, tăng cường năng lượng tốt và ngăn chặn những điều xấu, giúp cho gia chủ tránh ưu phiền để tĩnh tâm, an hưởng hạnh phúc. Trong Phật giáo, hoa sen mang ý nghĩa tâm thanh tịnh, không nhiễm bụi trần, tràn đầy đức hạnh và sự viên mãn. Khi gặp những vấn đề khó khăn hay phiền muộn trong cuộc sống, chúng ta có thể ngắm hoa sen để lòng cảm thấy thiền tịnh hơn, lấy lại sự cân bằng, giác ngộ và các giá trị trong cuộc sống. Đây chính là bản chất thực tại của thiết lý đạo Phật. Sản phẩm mỹ nghệ hoa sen gỗ chất liệu 100% gỗ mít thơm, bền đẹp, điêu khắc tinh xảo. Chất liệu 100% gỗ mít, loại gỗ chuyên dụng trong phong thủy tâm linh. Chất liệu gỗ vĩnh viễn, không bị cong vênh, mối mọt, không bị nứt qua năm tháng. Sản phẩm cao cấp không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, phong thủy mà còn là vật phẩm trang hoàng cho căn phòng. Với thiết kế tinh xảo, linh hoạt, được làm bởi các bàn tay khéo léo của những người thợ thủ công mỹ nghệ Việt Nam, quý khách hàng có thể tự cắm hoa theo sở thích và vị trí nơi đặt bình hoa. Sản phẩm được làm theo hướng linh hoạt, tháo lắp dễ dàng, thuận tiện cho việc vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam cũng như đến các nước trên thế giới. Công ty VHS Eco có thể vận chuyển sản phẩm tới mọi quốc gia và vùng lãnh thổ bằng dịch vụ vận chuyển quốc tế USPS, UPS, DHL, FedEx, Royal Mail, vân vân. Công ty VHS Eco xin gửi tới quý khách hàng sản phẩm bình hoa sen chất liệu gỗ mít. Rất mong được sự ủng hộ của quý khách hàng. Xin được cảm ơn quý khách hàng. Quý khách hàng có thể quan sát với thiết kế tinh xảo linh hoạt, được làm bởi các bàn tay khéo léo của những người thợ thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Quý khách hàng có thể tháo lắp và chúng tôi có thể dễ dàng thuận tiện vận chuyển đến mọi lãnh thổ cùng quốc gia